muối biển.
thịt là mỡ lợn. Hạt lạc. Hành lá. Hành khô. Mì chính. Nước mắm.
Mời các bác nha. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đấy thêm 5.000 chị ạ. Đấy thêm 5.000. Cả rổ này là rổ này tầm mấy á? Nước đâu chị ơi? Đấy, bỏ rổ này. Con nhau thì thấy nó tốt, giống mình một số. Như con này là nghèo rồi đúng không? Con nào hát không nên là nghèo này. Thế về có để được đến mai không? Anh phải ủ đá. Cho cả đá, ủ lên trên cái đá cho nó lạnh lắm. Về mai thì tôi dùng có được không? Thoải mái thôi anh. Anh cứ ủ trên đá cho nó mát mát.